Mục 3. Thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Điều 63. Thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội về dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. 1. Dự án dự thảo trước khi trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến phải được Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội thẩm tra, sau đây gọi chung là cơ quan thẩm tra. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự án dự thảo thuộc lĩnh vực do mình phụ trách và dự án dự thảo khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao tham gia thẩm tra dự án dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm mời đại diện thường trực Ủy ban pháp luật, thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội và đại diện cơ quan khác được phân công tham gia thẩm tra, tham dự phiên họp thẩm tra để phát biểu ý kiến về những nội dung của dự án dự thảo liên quan đến lĩnh vực do cơ quan đó phụ trách và những vấn đề khác thuộc nội dung của dự án dự thảo. 3. Cơ quan chủ trì thẩm tra có thể mời đại diện cơ quan tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản tham dự cuộc họp do mình tổ chức để phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đến nội dung của dự án dự thảo. 4. Cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án dự thảo, báo cáo giải trình, cung cấp thông tin tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung của dự án dự thảo tự mình hoặc cùng cơ quan tổ chức chủ trì soạn thảo, tổ chức hội thảo khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự án dự thảo. Cơ quan tổ chức cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và đáp ứng các yêu cầu khác của cơ quan thẩm tra. Điều 64. Hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết để thẩm tra. 1. Hồ sơ dự án dự thảo để thẩm tra bao gồm A tờ trình quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội về dự án dự thảo b dự thảo văn bản c báo cáo thẩm định đối với dự án dự thảo do chính phủ trình ý kiến của chính phủ đối với dự án dự thảo không do chính phủ trình bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý bản chụp ý kiến góp ý d báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án dự thảo. D. Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án dự thảo, nếu trong dự án dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. E. Dự thảo văn bản quy định chi tiết và tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại điểm A và điểm B khoảng này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 2. Đối với dự án dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban về các vấn đề xã hội và cơ quan khác tham gia thẩm tra để tiến hành thẩm tra. Đối với dự án dự thảo trên Quốc hội, thì chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban pháp luật, Ủy ban về các vấn đề xã hội và cơ quan khác tham gia thẩm tra để tiến hành thẩm tra. 3. Cơ quan thẩm tra không tiến hành thẩm tra dự án dự thảo khi chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng thời hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 65. Nội dung thẩm tra dự án luật, pháp lệnh dự thảo nghị quyết. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây: 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản. 2. Nội dung của dự thảo văn bản và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, việc giao và chuẩn bị văn bản, quy định chi tiết nếu có. 3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 4. Tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản. 5. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 6. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 7. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự thủ tục soạn thảo văn bản. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra yêu cầu cơ quan trình dự án dự thảo báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án dự thảo. Điều 66. Phương thức thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. 1. Cơ quan chủ trì thẩm tra phải tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra. Đối với dự án dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thì có thể tổ chức phiên họp thường trực Hội đồng dân tộc, thường trực Ủy ban để thẩm tra sơ bộ. 2. Cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm mời cơ quan tham gia thẩm tra hoặc thường trực cơ quan tham gia thẩm tra tham dự phiên họp thẩm tra. Điều 67 Báo cáo thẩm tra dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết. 1. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra quy định tại điều 65 của luật này, đề xuất những nội dung cần sửa đổi bổ sung. 2. Báo cáo thẩm tra phải phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên cơ quan chủ trì thẩm tra, ý kiến của cơ quan tham gia thẩm tra về nội dung dự án dự thảo, về việc dự án dự thảo đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội. Trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra có ý kiến dự án dự thảo chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trả lại hồ sơ cho cơ quan trình dự án dự thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án dự thảo. Điều 68. Trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật trong việc thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật. 1. Ủy ban pháp luật có trách nhiệm tham gia thẩm tra dự án dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự án dự thảo với hệ thống pháp luật. 2. Ủy ban pháp luật tổ chức phiên họp thường trực ủy ban hoặc phiên họp toàn thể ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra và cử đại diện Ủy ban tham dự phiên họp thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra. 3. Nội dung thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự án dự thảo với hệ thống pháp luật bao gồm: A. Sự phù hợp của quy định trong dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội với quy định của Hiến pháp, sự phù hợp của quy định trong dự thảo pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. B. Sự thống nhất về nội dung giữa quy định trong dự thảo luật nghị quyết của Quốc hội với luật nghị quyết của Quốc hội, giữa quy định trong dự thảo pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữa các quy định trong dự thảo luật pháp lệnh nghị quyết, sự thống nhất về kỹ thuật văn bản. Điều 69 trách nhiệm của ủy ban về các vấn đề xã hội trong việc thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh dự thảo nghị quyết. 1. Ủy ban về các vấn đề xã hội có trách nhiệm tham gia thẩm tra dự án dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra để bảo đảm việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới khi dự án dự thảo đó có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 2. Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp thường trực ủy ban hoặc phiên họp toàn thể ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra và cử đại diện ủy ban tham dự phiên họp thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra. 3. Nội dung thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới bao gồm: A. Xác định vấn đề giới trong dự án dự thảo. B. Việc bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong dự án dự thảo. C. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đánh giá, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án dự thảo. D. Tính khả thi của các quy định trong dự án dự thảo để bảo đảm bình đẳng giới. Mục 4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án luật dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Điều 70. Thời hạn gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án luật dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Chậm nhất là 7 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 64 của luật này đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến. Dự thảo văn bản tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội. Điều 71 trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội. 1. Tùy theo tính chất và nội dung của dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể xem xét cho ý kiến một lần hoặc nhiều lần. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến theo trình tự sau đây. A. À, đại diện cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, thuyết trình về nội dung cơ bản của dự án, dự thảo. Đại diện chính phủ phát biểu ý kiến về dự án dự thảo không do chính phủ trình. B. Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra kiến nghị những vấn đề trình ra quốc hội tập trung thảo luận. C. Đại diện cơ quan tổ chức cá nhân tham dự phiên họp phát biểu ý kiến. D. Ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận. D. Chủ tọa phiên họp kết luận. Điều 72 tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 1. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án dự thảo. Đối với dự án dự thảo do Chính phủ trình thì người được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu tiếp thu để chỉnh lý dự án dự thảo, trừ trường hợp cần báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định. 2. Trong trường hợp cơ quan tổ chức đại biểu quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết có ý kiến khác với ý kiến của Ủy ban thường vụ quốc hội thì báo cáo quốc hội xem xét quyết định